Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến này tiếp tục gửi đến anh em một video giới thiệu anh em đến 8 sản phẩm từ những thương hiệu của Nhật và Mỹ. Thì đầu tiên thì Tuyến giới thiệu anh em đến một con Tappe của Technic các bác nhá. Dòng này Tappe của Technic, dòng này thuộc hàng gấu của Technic luôn. Đó. Dòng này hàng gấu của Technic này. Con này thì thiết kế rất là đẹp luôn. Đấy, các chức năng của nó đây, các phím bấm của nó dòng cơ nhé, dòng theo cũng theo dòng cơ chứ cũng không phải là dòng bấm phím bấm điện, nên là con này nếu mà nói về độ gấu của nó thì rất là gấu, bởi vì nó nặng đến gần chục cân cơ. Đồng hồ rất là đẹp luôn, thiết kế theo kiểu mặt đồng hồ sáng theo kiểu vàng chanh, rất là đẹp luôn. Đấy, ở trong này thì nhìn rõ băng các cái. Ở đây là khi các bác có băng vào đây thì các bác ấn cửa băng xuống là các bác hoạt động hoàn hảo luôn nhé. Cửa băng đây rất là đẹp luôn, các chức năng nào chạy hoàn hảo luôn. Cửa này có băng vào thì nó mới chạy các bác nhé. Đấy, đấy, khi các bác cho băng ra các bác đẩy băng nào từ băng nó trồi lên. Và trong này nó thiết kế theo kiểu một mặt gương nữa, nên là các bác khi đẩy vào các bác nhìn thấy hết hầu như tất cả mọi thứ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn ấn là cửa nó ra. Đấy, máy móc là đẹp xuất sắc luôn. Con này nó thuộc hàng gấu khủng quả Technic rồi. Các bác sưu tầm một con Tappe này hay để làm Powre cũng rất là tuyệt vời. Đây là cái volume chỉnh kim vu. Và con này nó có chỉnh theo kiểu tần số quả giải equalizer, rất là tiện để cho các bác có thể làm một cái rề rất là hay luôn. Con này thì nó được tích hợp tinh chỉnh về cái chất lượng âm thanh, nó rất là chuẩn chỉ và rất là hay. Đây, đường này là đường vào này, và đây là đường ra âm đi. Đó, con này nặng đến gần chục cân các bác nhá. Nó từ sắt xi của nó bảy màu đẹp xuất sắc luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, ngay từ những cái keo của nhà sản xuất vẫn còn nguyên xi luôn. Đấy, đẹp xuất sắc luôn, không một tí vết luôn. Hoạt động hoàn hảo nhé, toàn bộ các chức năng hoạt động hoàn hảo, không bị lỗi nằm bất kể một chức năng nào luôn. Và với con Tappe của Technic này, đây, chạy hai motor nhé, hai motor Tappe này, đấy, servo motor này, auto stop, tua có hẹn giờ luôn các bác nhé. Đấy, tua có hẹn giờ này, thời gian này, đấy, tua có hẹn giờ luôn, rất là tiện. Và con này là tình trạng là đẹp xuất sắc và rất là gấu, hàng gấu khủng luôn. Và với con Tappe này, gấu khủng như này, em để cho các bác với giá là 2.600.000 đồng nhé, 2.600.000 đồng cho con cassette model là RS 678U, đẹp mỹ mãn luôn, với giá là 2.600.000 đồng. Hôm nay em xả, em để cho các bác với giá 2.600.000 đồng một con gấu khủng như này. Đấy, cực kỳ chất luôn, đẹp xuất sắc. Đấy, con này thì về độ đẹp thì khỏi phải bàn. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con một bộ combo của âm ni của Sony. Dòng này gồm có là một âm ni Sony và một tuner Sony theo combo của nó. Đấy, con này thì cực kỳ là đẹp luôn, thiết kế rất là đẹp mắt, nhìn rất đã luôn. Cực kỳ chất luôn nhé các bác nhé, các bác nhìn nhé, cực kỳ chất luôn. Đấy, thiết kế rất là đẹp luôn. Và đây là tuner của nó đây. Đây là tuner. Đấy, model này của nó là 501 nhé, ST501 và TA501 đều combo của nó, đồng bộ luôn, đẹp mỹ mãn. Đây, em bỏ tạm thời cái tuner ra cho các bác để các bác xem phần âm ni. Đây là phần âm ni của Sony. Con này được đánh 4 sò sắt của Sony các bác nhé, 4 sò sắt. Và dòng này dòng suất âm tụ, đây là tụ nọc nguồn, và đây là hai quả tụ suất âm và một tụ nọc cho phần rè. Đấy, hai quả tụ suất âm, và con này cho công suất lên đến 47W các bác nhé, 47W. Đủ các bác đánh những dòng loa bốc xeo hay loa toàn giải rất là tuyệt vời luôn. Chỉnh bát check và nong nớt đầy đủ.
Và với bộ combo quả Sony này em để cho các bác với giá là 3 triệu đồng nhá. 3 triệu đồng cho bộ combo này. Cực kỳ đẹp, trưng bày rất là đẹp mà chất lượng thì rất là tuyệt vời luôn. Zin tuyệt đối, chưa một mối chấm hàn. Đó, một bộ Sony rất là đẹp. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con Pau quả toa. Dòng này có model là P150D. Dòng này thì nó là thiết kế theo dòng Pau cổ nghe nhạc quả toa nhé. Con này được thiết kế một biến áp khủng to và 4 tụ lọc nguồn cho 2 kênh. Và tổng là đánh 12 sò nhé. 12 sò Toshiba xanh đen các bác nhé. Con này được thiết kế là 12 sò Toshiba xanh đen cho 2 kênh. Đó, các bác cứ nhìn mỗi một con điện trở này tương ứng vào một con sò. Dòng sò đại nhé, dòng sò đại của Toshiba. Và con này cho công suất của nó là lên đến 220W một kênh các bác nhé. Đây, các bác nhìn rõ nhé, 220W nhân 2. Đấy, 220W một kênh. Đó. Và công suất tiêu thụ con này thì 272W, nhưng mà công suất ra loa là 220W một kênh. Đủ cho các bác đánh bất kể những dòng loa nào khó tính và loa nào dòng nặng watt. Thì các bác chơi những con này thì rất là tuyệt vời. Chất lượng âm thanh của toa dòng cổ này thì nó lại không thiết kế quạt gió, nên là khi các bác nghe nhạc đêm khuya rất là tuyệt vời luôn. Và rất là chi tiết. Đấy, đủ độ gấu này các bác nha. Toàn bộ là thiết kế, ngay cả mỗi một phần công suất là thiết kế một quả rơ ne cho một kênh đó riêng. Đấy, hai quả rơ ne hai bên. Và đánh 12 sò. Và với con Pau P150D này em để cho các bác với giá là 6 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé. 6 triệu 500 nghìn đồng. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con Pau quả Mỹ. Dòng này thì dòng CAH quả Sequin Vega các bác nhé. Con này thì nó là thuộc hãng của Sequin Vega sản xuất. Dòng Mỹ này thì được thiết kế là đánh 8 sò sắt Motorola. 8 sò sắt Motorola. Hai tụ lọc nguồn to như hai lon bia. Đấy. Và con này cho công suất lên đến. Đây. Con này nó là xuất châu Âu nên là nó đa cầu điện. Và con này cho công suất lên đến 600W các bác nhé. Đây, các bác nhìn rõ nhé. Công suất của nó là 600W. 600W mát. Đấy, hai cầu loa. Và những dòng Mỹ thì thông thường là được thiết kế đeo dắt cắm tín hiệu kiểu hoa sen. Và con này có model là EX400 các bác nhé. Đấy, dòng sản xuất tại Mỹ nên là nguyên bản nó quả Mỹ nên là USA đây. Các bác nhìn rõ nhé. Đua. Đấy, đánh hai kênh. Con này chất lượng âm thanh cực kỳ hay. Em đang ghép với này JBL. Cái này các bác nào mà đánh mà ghép với này Sequin Vega hay là những dòng loa khó tính, các bác có thể kết hợp với vang hát karaoke thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, em đang đánh với này đôi JBL này. Con này thì đánh chất lượng âm thanh tuyệt vời luôn. Đấy. Này em đánh không cần rề nhé, mà tiếng chất lượng âm thanh nó đã hay như này rồi các bác nhé. Đấy, rất là trong trẻo và chi tiết. Đấy, em đánh không cần rề đây. Đấy, mà em đánh rõ này, em đây này, em đang đánh trên điện thoại, đánh nhạc mạng luôn này. Đấy, em đang cắm trực tiếp điện thoại này. Đấy, chứ không phải qua phần rề phần riếc nào. Các bác qua này chơi, các bác thêm vang nữa, hát karaoke thì mỹ mãn luôn. Các bác chơi gia đình thì tuyệt vời. Và em cũng báo giá luôn, với con EX400 em để cho các bác với giá là 5 triệu 600 nghìn đồng. 5 triệu 600 nghìn đồng cho con EX400 của Sequin Vega nhé. Một model của Sequin Vega sản xuất CAH. Đó, hàng Mỹ nòi luôn các bác nhá. Và tiếp đến em lại giới thiệu các bác đến một con Pau quả Mỹ. Dòng này thì nó là hàng gấu quả Mỹ, size của nó là size 43 phân. Dòng này dòng Hotline nhá, Hotline XN280. Đó, con này thì nếu mà nói về công suất thì quả nó là vô địch rồi. Bởi vì con này công suất của nó lên đến 1200W các bác nhá, điện 120V. Dòng này hàng Mỹ, sản xuất tại Mỹ nhưng nó dùng cho nội địa Mỹ luôn. USA. David Hotline. Đấy, dòng model XN280.
Con này là nó thuộc là model cổ quả Highline các bác nhá, dòng Davidson. Đấy, đây em mở bỏ luôn cho các bác xem. Con này thì thiết kế 4 quả tụ to 4 non bia luôn nhá, mà rất là dài, dài hơn non bia luôn. Đấy. 4 quả tụ nè, cho hai kênh. Đây các bác nhìn nhá. 1 2 3 4 và thiết kế là 12 sò móc phét các bác nhá. Sò sắt móc phét. Con này dòng sò sắt móc phét. Dòng này thì nó nhập sò quả Hitachi bởi vì Hitachi nổi tiếng với những dòng sò móc phét chất lượng âm thanh hay. Đấy. Và dòng sò này em nói luôn là rất là đắt đỏ, mà toàn bộ này sò zin theo máy. Vẫn có trên thị trường rất là nhiều nhưng mà giá sò này rất là đắt. Bởi vì mỗi một cặp của nó đã tầm 600-700 nghìn một cặp rồi. Một cặp sò JK đèn sò móc phét này nhá. Sò này sò cao cấp nên là nó rất là đắt. Đấy, ngay cả những đèn thúc của nó cũng đều sử dụng những con sò móc phét. Đấy, con này sử dụng một biến áp rất là lớn và công suất lên 1200W, đủ các bác đánh những tất cả những dòng loa bass 40-50 đều rất ok. Đây, đặc trưng là của những dòng Mỹ thì nó là sử dụng linh kiện là toàn quả Motorola hết này các bác nhé. Đấy, những con đèn này đều quả Motorola sản xuất. Đấy, toàn bộ đèn do quả Motorola sản xuất. Đèn này đèn ba vạch. Đấy, những dòng đèn này rất là giá trị, mặt xanh ba mặt, bởi vì những cái loại này thì nó thường thường nó tinh chỉnh cái chất lượng âm thanh tốt nhất. Đấy, bởi vì những con này nó thuộc dòng cao cấp mà nó cũng rất là đắt đỏ, mà thiết kế rất là đẹp mắt luôn. Đấy, hai tỏa nhiệt lộ thiên sang hai bên và một con bao khủng như này. Con này đánh từ 4 cho đến 16 ohm thoải mái cho các bác đánh nha. Đấy, hầu như các con này không kén bất kể một dòng loa nào, loa nào cũng đánh thoải mái, đủ cho các bác chơi những dòng loa hạng nặng. Các bác có thể kết hợp với này rè hay là vang số, các bác có thể vừa hát karaoke hay nghe nhạc rất là tuyệt vời. Những dòng này nó không thiết kế quạt gió các bác nhé, nên là chất lượng âm thanh nó rất là hay, các bác nghe đêm khuya rất là tuyệt vời, nghe gia đình thì không bị ồn ào bởi vì những tiếng quạt gió. Và với con bao quả Highline David Highline này N280, em để cho các bác với giá là 10.500.000 đồng, 10.500.000 đồng cho con bao khủng như này. Đấy, một model khủng công suất 1200W. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con Omni Receiver của Sansui. Dòng này là hàng Sansui 811. Model này là xuất thị trường Mỹ các bác nha. Những dòng này thì 100% là xuất thị trường Mỹ. Đấy, nghĩa là chất lượng âm thanh khỏi bàn. Con này được đánh 3 cầu loa ABC và A cộng B, A cộng C, chỉnh 3 giải, giải bass, giải mix và giải chép. Con này thì có thể ghép được nhiều dòng loa khó tính, ví dụ như những dòng loa 7788 hay là 99A đều chơi rất ok. Đấy. Đây, con này được thiết kế 4 sò quả Sanken các bác nha. Con này được đánh 4 sò sắt Sanken cho hai kênh và cho công suất lên đến 160W, đánh 3 cầu loa ABC. Đấy, một model này đánh không kém gì 9090dB các bác nha. Con này thì nó tương đương với lại con 7070. Đấy, chất lượng âm thanh nó như con 7070. Bởi vì mạch miếc nó thiết kế đúng như bo mạch của 9090dB. Đây các bác nhìn bo mạch nhá. Bo mạch cắm như 9090dB. Hai tụ lọc nguồn rất lớn và biến áp nguồn rất là khủng luôn. Dòng receiver thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Rất ngầu, nâu nớt đầy đủ các bác nhá. Đấy, thiết kế mặt đèn rất là đẹp các bác về trưng bày nghe nhạc rất là tuyệt vời luôn, rất là đẹp, tình trạng là đẹp xuất sắc, hầu như không có một tì vết nào. Đấy, không có một tì vết nào. Và với con Omni Sansui 881 đánh từ 4 cho đến 16 ohm không kén bất kể những dòng loa nào, chấp những dòng loa cổ, loa khó tính châu Âu, châu Mỹ đều rất tuyệt vời. Em để cho các bác với giá là 15.500.000 đồng nhé, 15.500.000 đồng cho con Receiver 881 này. Đấy, một model là cũng là hết số của dòng 3 số. Rất khủng luôn. 881. Các bác có thể tham khảo thêm ở trên Google để biết về con này các bác nhé. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con đầu CD
quả Panasonic các bác nhá. Con đầu CD của Panasonic. Con này thuộc size dày và size to của Panasonic nhá. Thiết kế là rất là đã mắt luôn, ngay cả bộ cơ rất là êm ái và trơn tru và rất là tuyệt vời luôn. Đấy, dòng này có model là PS700 và được thiết kế mắt từ nhé. Mắt này là mắt từ nên là nó không kén bất kể một dòng đĩa nào. Đây là đĩa xanh sao chép, đĩa xanh buông tay là đọc đấy. Các bác cứ yên tâm là con này đấy, chỉ cần cơ kéo lên quay buông là đọc đấy. Đây các bác nhìn này, buông đọc và các bác cho bấm đến bài nào chẳng nữa buông tay là đọc, bởi vì mắt từ nó cực kỳ nhanh, thậm chí chứ cần buông tay nó đã đọc rồi. Đây này các bác nhìn này, đấy em trước khi buông tay nó đã đọc rồi, bởi cái mắt của nó, con dòng này độ nhạy nó rất là cao bởi nó là mắt từ đấy. Chỉ cần bấm cái nào này các bác nhìn nhá, đây này em chưa bấm nhá, bấm cái là buông là đọc luôn đấy. Dòng này thì không kén bất kể một dòng đĩa nào và con này thiết kế rất là dòng đời cao nên là thiết kế IC nằm ở bên dưới đấy. Những cái ô vuông này là quả những cái con IC, nó nằm ở IC. Đây là hai IC giải mã đấy, DA đấy. Con này sử dụng chip IC giải mã bên dưới ở phần audio này đấy. Con này chất lượng âm thanh rất là hay luôn, dòng này dòng size dày và size to rất là to, cao to. Và với con đầu Panasonic PS700 em để cho các bác với giá 1.500.000 đồng, 1.500.000 đồng cho con đầu đẹp xuất sắc này này, Master. Đấy các bác nhìn nhá, đây là bộ Master của nó đây. Đấy, dòng Master thì các bác có thể kéo ra kéo vào vô tư thoải mái. Bởi đây, đấy Master này, các bác kéo ra kéo vào thoải mái, bởi vì cái này là Master nhá. Đấy, con này thiết kế thì nó là dòng đời cao. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con CD Kenwood có model là DP6020. Con này thiết kế cực kỳ đẹp mắt luôn. Đấy, thiết kế một đồng hồ ở giữa cửa nạch bên, cơ cái rất êm ái. Đấy, cũng là đĩa lòng xanh, lòng em test đều là đĩa lòng xanh cho các bác nhé. Đĩa lòng xanh là một trong những đĩa là rất là khó đọc nên là em có test đĩa lòng xanh cho các bác để cho các bác biết. Đấy, mắt mũi thì khỏi phải bàn đi. Đây các bác nhìn nhá, con này thì không phải thiết kế mắt từ nhưng mà sử dụng mắt phổ thông của Sony, rất là thông dụng nhá. Mắt này mắt phổ thông rất dễ thay đấy, bấm bài nào là các bác cứ yên tâm là đọc luôn, không phải kén đĩa bất nào. Con này thiết kế một bộ máy rất là dày đặc luôn đấy, thiết kế một bộ máy rất dày đặc và IC, một số IC là cũng nằm ở dưới và đây là hai IC giải mã cho hai kênh này, IC giải mã của nó này, hai con IC giải mã nằm đây các bác nhé. Đấy là hai IC giải mã tiếng chuẩn cho con này, chuẩn cho 20 bit. Đấy, đây này các bác nhìn đó nhé, IC giải mã chuẩn 20 bit. Đấy, đây này các bác nhìn đó là đua DA là đua, tức là hai giải mã. Đấy, các bác nhìn đó nhé, đua DA là hai giải mã nên là chất lượng âm thanh con này rất là hay. Đấy, có cả cổng quang ra nhé các bác nhé, có cổng quang ra chứ không phải là có cổng quang vào. Đấy, để cho các bác có thể chơi, chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời, những cải thiện âm thanh. Và con này cũng là size to cao dày các bác nhé, size cao to rất là dày. Và với con đầu CD của Kenwood DP6020 em cũng để cho các bác với giá là 1.500.000 đồng nhé, 1.500.000 đồng. Đấy, một con đầu chạy hai giải mã như này, rất là chất luôn, đẹp xuất sắc luôn, không kén bất kể một đĩa nào, đĩa nào cũng đọc rất là tuyệt vời luôn, cứ buông tay là đọc, em đảm bảo không kén bất kể một mắt nào, với giá chỉ có hơn 1.000.000. Và em Tiến vừa giới thiệu các bác đến 8 bộ sản phẩm. Các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em Tiến theo số điện thoại của em là 0917838969, Zalo của em là 0129984886, địa chỉ của em ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định. Và 8 sản phẩm này, những cái sản phẩm nào dưới 10.000.000 thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500.000 đồng. Những sản phẩm nào trên 10.000.000 thì các bác vui lòng cọc trước cho em 1.000.000 để em gửi hàng đến cho các bác. Và em nói rõ luôn là toàn bộ sản phẩm em vừa báo giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển. Bác nào có nhu cầu nào thì cứ liên hệ cho em để em tư vấn. Và em Tuyến xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm. Em chào các bác.